Xin chào các anh chị, hôm nay hãy cùng em Trung GEC tìm hiểu phần tiếp theo của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 44531995. Hôm nay chúng ta sẽ đến với mục 4.6.4. Việc liên kết các thanh nối cốt thép khi nắp dựng cần được thực hiện theo các yêu cầu sau. A. Số lượng mối nối buộc hay hàn dính không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau theo thứ tự xen kẽ. B. Trong mọi trường hợp, các góc của đai thép với thép chịu lực phải buộc hoặc hàn dính 100%. 4.6.5. Việc lối các thanh cốt thép đơn vào khung và lưới cốt thép phải được thực hiện theo đúng quy trình của thiết kế. Khi lối buộc khung và lưới cốt thép theo phương làm việc của kết cấu thì chiều dài lối chồng thực hiện theo quy định ở bảng 8 nhưng không nhỏ hơn 25mm. Bảng 8. Lối chồng cốt thép đối với bê tông có mác khác nhau. Đối với thép G có cán thì mác bê tông nhỏ hơn 150mm thì vùng chịu kéo là 20D. Với mác bê tông nhỏ hơn 150mm, vùng chịu lén là 20D. Với mác bê tông lớn hơn 200 thì vùng chịu kéo là 25D. Với mác bê tông lớn hơn 200, vùng chịu lén là 15D. Đối với thép tròn cán nóng, với mác bê tông nhỏ hơn 150 thì là 35D. Với mác bê tông nhỏ hơn 150 ở vùng chịu lén thì là 25D. Với mác bê tông lớn hơn 200 ở trong vùng chịu kéo là 30D. Với mác bê tông lớn hơn 200 trong vùng chịu lén là 20D. Đối với cốt thép kéo nguội và rút nguội, đối với mác bê tông nhỏ hơn 150 là 40D. Đối với mác bê tông nhỏ hơn 150 vùng chịu lén là 30D. Đối với mác bê tông lớn hơn 200 trong vùng chịu kéo là 35D. Và đối với mác bê tông lớn hơn 200 trong vùng chịu lén là 25D. Với D là đường kính của cốt thép chịu lực. Để tìm hiểu nhân vật lớn, hãy liên hệ với em Trung qua hotline 0374 550 324 anh chị nhé. Chúc anh chị một ngày làm việc mới hiệu quả thành công.